Ngày 16 tháng 3, tại Rwanda đã diễn ra Đại hội FIFA lần thứ 73 với sự tham dự của đại diện Liên đoàn bóng đá các quốc gia trên toàn thế giới. Một trong những nội dung được chờ đợi nhất trong chương trình nghị sự của đại hội là cuộc bầu cử chủ tịch FIFA, người sẽ nắm quyền điều hành tổ chức bóng đá lớn nhất thế giới trong 4 năm tới. Chủ tịch đương nhiệm Gianni Infantino là ứng cử viên duy nhất cho cương vị này và đã nhận được sự tín nhiệm cao của đại hội cho cương vị chủ tịch FIFA nhiệm kỳ 2023 đến 2027. Đây là nhiệm kỳ chủ tịch FIFA thứ 3 liên tiếp của ông Gianni Infantino. Trong 4 năm của nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự lãnh đạo của ông Gianni Infantino, FIFA đã tiến hành những cải cách lớn đối với sự phát triển của bóng đá thế giới, đặc biệt là đối với hệ thống chuyển nhượng cầu thủ, mở rộng quy mô các giải đấu và gia tăng các dự án đầu tư cho phát triển bóng đá tại các liên đoàn thành viên. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cũng để lại dấu ấn thông qua việc mở rộng World Cup bóng đá nam từ 32 đội lên 48 đội kể từ năm 2026, World Cup bóng đá nữ tăng từ 24 đội lên 32 đội kể từ năm 2023 và World Cup các câu lạc bộ sẽ có 32 đội tham dự kể từ năm 2025. Tại Đại hội FIFA lần thứ 73 cũng thông qua báo cáo thường niên của FIFA, bỏ phiếu phê duyệt ngân sách cho giai đoạn 2023 đến 2026 và ngân sách chi tiết cho năm 2024 cùng các vấn đề khác. Trước đó, tại cuộc họp trước khi Đại hội FIFA được tiến hành, Hội đồng FIFA đã thông qua các quyết định quan trọng liên quan đến thể thức thi đấu của World Cup 2026 cũng như lịch thi đấu quốc tế của bóng đá nam và nữ. Hội đồng FIFA cũng nhất trí thông qua các sửa đổi đối với quy định của FIFA về tư cách và chuyển nhượng cầu thủ liên quan đến thời gian đăng ký và bảo vệ cho các cầu thủ bóng đá thất nghiệp, như một phần của gói thứ 3 của quá trình cải cách chuyển nhượng. Ngoài ra, Hội đồng FIFA cũng thông qua các quy định liên quan đến hoạt động của đề án phát triển tài năng FIFA với ngân sách đầu tư 200 triệu đô la Mỹ từ năm 2023 đến năm 2026.